Hello anh em, nhà đình anh trường chứng khoán ngày 18 tháng 1 năm 2024 Thì chơi hiện tại là tăng khoảng gần 2 điểm, thanh khoản thị trường ngưỡng rất là thấp, 5.000 tỷ Đúng không? Chúng ta chia sẻ với nhau từ giờ đến Tết nó chỉ cần duy trì khoảng trung bình 15.000 thôi, là thành công rồi yeah. <laughs> Tuần sau, tuần sau nữa anh em còn thấy nó còn ít nữa yeah. Đấy là chuyện hết sức bình thường, giao dịch gần Tết uh, Giao dịch hiện tại tương đối là cân bằng, 189 mã tăng, 233 mã giảm nước ngoài hiện tại bán dòng khoảng 91 tỷ bán dòng khoảng 91 tỷ nhưng chúng ta đã thấy nước ngoài mua dòng của 5 phiên rồi hôm nay là phiên bán dòng đầu tiên với cái thanh khoản thấp như này nước ngoài cũng khó có thể bán dòng được mạnh tự doanh hôm qua thì bán dòng 4 hơn 400 tỷ bán EIB thanh khoản này lại tiếp tục là một phiên thanh khoản rất thấp rất thấp nhé so với những cái phiên trước là thấp tiếp ví dụ như là phiên ngày hôm qua chúng ta giao dịch hơn 400 triệu cổ hôm nay khoảng 235 triệu Thực ra là những cái phiên đáo hạn như thế này thì nó giao dịch thấp là tương đối bình thường yeah. Những phiên giao dịch đáo hạn thì tương đối là thấp. Còn cái diễn biến nó sẽ xảy ra thực sự là sau phiên đáo hạn. À, quan trọng là sau phiên đáo hạn này như thế nào. Chúng ta đã trải qua được 1,5 tuần điều chỉnh rồi. Đúng không? Cũng có hồi phục, cũng có điều chỉnh, cũng có có rung rũ cũng có. À, còn sau đáo hạn chúng ta chờ khoảng 3 phiên nữa đến 5 phiên nữa thì khả năng thị trường nó sẽ ổn định hơn tức là có nó rũ thêm một nhịp nữa thì chắc là sau đó hạn nếu mà nó có rũ nhá thì thông thường biến động nó sẽ biến động xung quanh ngày đáo hạn nên là ví dụ trước đáo hạn chúng ta thấy thị trường nó trông nó ok phết đấy ví dụ như là chứng khoán nó tiếp tục tăng này bất động sản này giữ được nhịp này nam long thì không nghĩ đánh ác như này đâu làm hai cây thanh quản tăng tốt như này đấy một cái biên như này đúng không mãi mà không gãy được đó, đó anh em đánh phúc này khả năng vẫn tiếp cận khoảng bốn mươi rồi đúng không anh được cái chứ đúng không? Đấy, BSI này vượt đỉnh thời đại này vượt nền này làm giọt cái đôi cây này đúng không? rất là khỏe. Đấy, FTS này đúng không? hôm nay S&P này những cái con ở dưới cũng hồi phục lên này. SSI này, đấy, phát đạt này. Đây là những cái con bất động sản sáng nay hưởng từ cái tin tức đó là thông qua luật đất đai sửa đổi đúng không? không biết chiều nay như thế nào. Với mình hôm nay thanh khoản thấp như này thì là một phiên cũng một tích lũy tích cực thôi nhá, không có vấn đề gì cả à, biến động thì nó sẽ diễn ra trong ngày mai thậm chí là ngày thứ hai thứ ba nếu mà nó có biến động nó sẽ biến động trong hai ngày đấy thì anh em còn chờ nốt xem nó đến thứ ba thứ tư tuần sau cho nó có diễn biến xấu gì không, Đúng không? nếu có diễn biến xấu thì cai những cái nhịp như vậy để mua còn nếu nó có diễn biến nó vẫn như bình thường thì cũng chẳng có cái gì phải lo lắng nhá, như ví dụ như đáo hạn tháng trước sau đáo hạn nó còn tăng vèo cái luôn thì đáo hạn bây giờ anh em biết hôm nay thì ngoại đóng bắt đầu đóng 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 long rồi đóng long tháng này rồi đang đóng khoảng 4.600 sáu này đây sẽ long sang f 2 khoảng hơn nghìn long f 2 thì bây giờ cũng phải long khoảng hai mấy nghìn rồi đúng không nó liên tiếp F2 phải hai mấy nghìn tức là tháng sau cũng hơn hai mấy nghìn đấy mình không nhớ con số chính xác đấy thì như tháng vừa rồi long khoảng 30 000 có thể hôm nay phải nói chốt phiên ở cái vùng cao nhất 116x rồi phái sinh hôm nay chốt là 116x là cũng ở cái vùng tương đối cao rồi 168 đây cao nhất là một 180, đấy. một tám mươi, một x này là rất là cao rồi, cũng ăn khá khá đấy chứ, đúng không? Đấy. Vậy thì uh, hy vọng rằng là thị trường của chúng ta giai đoạn này nó vẫn là một cái giai đoạn đó là tích lũy cuối cùng rồi, trước khi nó bùng nổ lên, tại vì nhóm ngành các thứ cũng đã tăng được mấy đâu, đúng không? đa phần là chúng ta thấy là sự góp mặt của banh là chủ yếu, đấy, banh bây giờ giữ nhịp rất là tốt, liên việt này cứ bỏ bỏ dần đi, bit này, quang ta nói với nhau rất khỏe, nó khó chết lắm. Trông cái dạng như này rất khó chết luôn. Đấy, nó cứ con chỉnh con tạo con 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 hồi này khó chết lắm. banh nó kiểu nó như vậy sau khi nó tăng xong dòng tiền lớn nó vào xong nó sẽ lờ vờ kiểu này. Đấy, xong lại chờ đợi một cái nhịp nữa, nó lại tăng tiếp. chứ không phải nó dừng ở đây đâu. Thép xem nào, thép này cũng bắt đầu có có rung lắc rồi, rung lắc rất nhẹ, nam kim này rất nhẹ nhàng luôn. canh con nam kim này cũng giá 242 này. Đấy, nhưng có con hoa sen này về hoa sen này về khoảng 232 à 223 thì tương đối ok anh em nó thích thì chắc có thăm dò được yeah. thép Còn bất động sản này chắc chắn rồi bất động sản này tâm điểm rồi Nam Long đúng không Đấy. ok Vinhome này cũng hồi này bắt đầu bước vào vùng sẽ tăng này rồi hôm nay thị trường ta như này là ok rồi Bây giờ theo dõi sau đó hạn các anh có rũ riêng gì nữa không rũ nốt đi đúng không trước khi là hai tuần trước Tết âm của chúng ta tương đối tích cực đấy. À, hôm nay thì mình giao dịch mình chẳng mua bán gì cả, phiên đáo hạn hạn chế mua hạn chế bán để chiều mai đến chiều thứ ba sẽ ok hơn. Yeah. Đấy, Chứ mình cũng hạn chế rất nhiều lần lắm, hạn chế không phiên mua phiên đáo hạn nó không, thực ra nó không giao dịch nó không ổn, nó không ổn định, nó hay bị nhiễu mua nó cũng không đúng. Đấy, chúng ta cứ chờ nhất là một là chúng ta rũ trước đáo hạn, chúng ta mua rũ trước đáo hạn. Hai là chúng ta sẽ mua sau đáo hạn nếu rũ. Đấy không thì sau đáo hạn vài phiên năm phiên mà chúng ta thấy nó vẫn bình thường thì chúng ta mua nền ví dụ thế Đấy, Chứ quanh những cái ngày như thế này chúng ta không nên mua đúng ngày đáo hạn nhé thậm chí là chúng ta cũng không nên bán đúng ngày đáo hạn Đấy, mua bán ngày đáo hạn ta không nên làm gì cả ai xử lý cái gì thì nên xử lý trước đây đi nhớ. hôm nay chỉ có ngắm thôi ok một phiên tích lũy mình nghĩ rằng sẽ là tích cực cho cái giai đoạn sau đáo hạn hy vọng sau đáo hạn các anh nhẹ tay thôi nhé thậm chí là đi ngang hay là bùng nổ thì càng tốt Đánh như tháng trước thì càng tốt Tháng trước đấy, phiên đáo hạn tháng trước đấy Sau đó hạn phát kéo bút trời lên luôn đấy <laughs> Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều Chúc cả nhà đầu tư luôn thành công Và hẹn cả nhà buổi live tối ngày hôm nay Trên Youtube và TikTok của Tiktok Anh Lương Vịt Anh em mà muốn đăng ký vào nhóm Thì cả nhà, nhóm khách hàng thì Cả nhà nhắn qua Zalo Trên link bio Tiktok Mình sẽ cho trợ lý hỗ trợ Anh em thủ tục đăng ký vào nhóm Bye bye